know. Yeah. Oh, oh, oh. À đây là một công ty với 30 năm thăng trầm dẫn bước. Bằng đôi bàn tay và thêm một ý chí lớn lao. À đây là một công ty nối tiếp tinh hoa dân tộc vươn lên. Trí tuệ sáng tạo năng động vươn tới đỉnh cao. Một năm chúng ta phải có 1 đến 2 đến 3 chương trình để tập hợp lại. Chúng ta ngồi lại xem, cùng hoạt động với nhau, cùng có những cái hoạt động chung để tất cả mọi người hướng về một cái mục tiêu. Thứ nhất là khỏe, có sức khỏe để rèn luyện. Thứ hai là có sức khỏe để phục vụ cho công việc, cho cuộc sống. Và thứ ba nữa là có sức khỏe thì chúng ta mới làm được tất cả những cái về sau. Một nét văn hóa rất đặc thù để cho tinh thần chiến thắng đến trong mọi người và để ngày ngày đón biết bao niềm vui cùng một công ty cho ngày tiên phong để vươn được ra khắp toàn cầu, dịch vụ nâng cao và công nghệ tiên tiến hàng đầu để hình ảnh đẹp ngày càng vươn xa khắp nam châu. FPT anh em tự hào vang lên khi nhắc đến FPT mà là ngọn lửa vinh quang luôn được thắp sáng tiếp và hò nhau đời người người hát vang một khúc ca. Chờ đợi bao nhiêu năm ta chờ đón một món quà, còn lời của đam mê như lan khắp đêm muôn nhà, cùng hòa nhịp và cùng hát vang la la la. Trầm dẫn bước bằng đôi bàn tay và thêm một ý chí lớn lao. À đây là một công ty nối tiếp tinh hoa dân tộc vươn lên, trí tuệ sáng tạo năng động vươn tới đỉnh cao. Một công ty cùng chiều sâu một nét văn hóa rất đặc thù để cho tinh thần chiến thắng đến trong mọi người và để ngày ngày đón biết bao niềm vui cùng một công ty. Chẳng ngày tiên phong để vươn thực ra khắp toàn cầu, dịch vụ nâng cao và công nghệ tiên tiến hàng đầu để hình ảnh đẹp ngày càng vươn xa khắp nam châu. FPT anh em tự hào vang lên khi nhắc đến FPT mà là ngọn lửa vinh quang luôn được thắp sáng tiếp và hòa nhau đời người người hát vang một khúc ca. FPT anh chờ đợi 30 năm ta chờ đón một món quà, ngọn lửa của đam mê như lan khắp đến muôn nhà, cùng hòa nhịp và cùng hát vang la la la. Đoàn kết trước và chúng ta thành công sau. Tiếp theo là thành công và cái cuối cùng là chúc mừng sinh nhật.